mình là thế anh mình đến từ cộng đồng thấy nda cộng đồng chuyên chia sẻ về các sản ido các sản nairobi các sản ido đến từ nhiều nền tảng uy tín và chất lượng cũng như đến từ các sản du lịch nếu các bạn còn chưa ký kênh thì các bạn nhớ nút subscribe để các bạn đăng ký cùng để tiếp tục những giờ mình nhất mình thường xuyên chia sẻ đến với anh em trong video chia sẻ hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đến với video hướng dẫn để anh em tạo ví uh, uh wallet đây là một cái ví được phát triển bởi nền tảng coex để có thể uh, tạo ví thì trước tiên các bạn sẽ tải ứng dụng về thì các bạn có ứng dụng từ kho ứng dụng xếp app store chúng ta chọn đúng cái phiên bản chúng ta sau khi người ta tải về chúng ta mở ứng dụng ra các bạn sẽ chọn vào phần career chúng ta chọn i have a read này ấn vào confirm này các bạn tạo một khẩu và xếp là một khẩu nhé đó sau đó chúng ta vào confirm này các bạn tạo tên ví tùy chọn Các bạn có thể ghi tên ví ra bất kỳ Chọn clear này Bây giờ các bạn sẽ vào phần là phần backup now Các bạn chọn tiếp cho mình đó là Backup Sau đó thì chúng ta sẽ điền mật khẩu vào chúng ta muốn nút confirm các bạn sẽ được cung cấp 12 từ các bạn nhớ lưu lại 12 từ này một nơi an toàn anh em nhé tiếp theo chúng ta chọn ai ai backup chúng ta sẽ chọn những cái từ yêu cầu ví dụ ở đây mình nói yêu cầu mình từ thứ tư thứ tám và từ thứ 11 mình sẽ chọn đúng cái từ thứ tư blue này từ thứ tám là group này và từ thứ 11 là lâu ấn vào confirm Đấy. nó sẽ có phần hướng dẫn thì các bạn thể ấn luôn skip đi được chưa ở trong đây ấy, trong giao diện bí thì các bạn sẽ thấy là nó có rất là nhiều mục một tí là vật wallet wallet ở đây thì các bạn sẽ có thể ấn vào dấu cộng để thêm các cái loại tài sản ở đây Đấy. Ví dụ các bạn có thể thêm USDT hay là các bạn ghi tên coi ra trên này để chúng ta tìm nhé, được chưa? Đó. Ở đây là USDT mạng ETH này Ngang đây của chữ ETH các bạn nhìn thấy chưa Rồi BNB Binance Smart Chain này Đấy USDC có mạng TRC20 mạng ETH mạng set ấy. Mạng set là uh, của sàn có X mà Đúng không ạ Có UST Lula Có Doggo Có Ava Đấy các con khác các bạn có thể tìm tương tự nhé Trên đây chúng ta có thể thêm vào Rồi ở đây thì có giao diện swap Các bạn có thể swap từ ETH ví dụ các bạn swap BNB chẳng hạn ví dụ BNB nhá BNB này bạn ta có thể swap đến USDT ở đây này USDT mà ETH các bạn có thể tìm USDT mạng khác USDT nỗi các bạn chờ tí USDT đấy ở đây là có TRC10 mạng BNB này, Đấy, thấy chưa? Ta có thể chuyển sang USDT mạng BNB để ta swap ra. Đó. Hiện tại thì mình không có số dư. Ở đây thì có discover, ở trong đây có chúng tại có các, các cái wrapper của các cái nền tảng như là ETH, Tron và BSC, Heco và CSC tức là mạng uh, phát triển bởi coix ấy. Mà có smart chain thì phải. Đó. Đây ví dụ uh, trong developer của BSC thì các bạn thấy là có những uh, cái developer hoặc là các bạn thể gõ ULN ví dụ là pancake các thứ chúng ta thể vào đây chúng ta giao dịch là sản one một sản phát triển có coi x rồi trong phần mi đây thì các bạn có thể quản lý địa chỉ bằng cách này các bạn có thể tạo thêm địa chỉ ở trong phần cái tơ chúng ta có thể quản lý nhiều địa chỉ đa phí hoặc là các bạn có thể đăng nhập một cái ví khác có sẵn này chúng ta mật khẩu mật khẩu vào để đăng nhập Đó. Uh, ở đây thì có các cái Facebook rồi các cái thông tin bổ sung để anh em thể theo dõi ở góc trên đây thì đây có phần giao diện quản lý các bạn cũng có thể quản lý ví tương tự như cái phần tên ví hôm lãi bên này thì có cái mục NFT đó ngoài ra thì có tính năng uh, quét QR để các bạn có thể truy cập uh, các cái rapper trên máy tính đó các bạn thể dùng cái tính năng web collect để kết nối uh, sử dụng trên máy tính rất là an toàn đúng không ạ Đấy, đây là những cái hướng dẫn sơ qua để anh em tạo ví còn đối với, với các cái dự án ở trên nền tảng uh, sử dụng uh, nền tảng CSC ấy, thì các bạn có thể dùng cái ví Xét đây này, này, ví Xét đây chúng ta vào xin nhé, ta có thể uh, vào để copy vào địa chỉ phí. cái này cũng là cái ví đa ví thôi. các bạn có thể dùng ví Xét là chính ví ETH cũng được. Chúng ta dùng chính cái ví ETH ở trên uh, ví uh, VA Wallet này để chúng ta tham gia các dự án airop như thông thường nhé. Uh, đặc biệt là các cái dự án airop uh, ở trên mạng CSC Ok vừa rồi thì admin đã hoàn thành xong video chia sẻ và hướng dẫn cho anh em cách để người ta tạo ví ở uh, via wallet uh, Bây giờ thì mình sẽ gửi tới anh em video hướng dẫn Cảm ơn anh em đã theo dõi video và xin chào các bạn video tiếp theo